đừng có buồn nữa. Trời, đang buồn ngủ mà thiệt. Khóc quá hết buồn ngủ rồi. Rồi biết là buồn lắm mà đừng có khóc nữa. Tôi như ở nợ của bà vậy đó. Cái gì mà khóc hoài vậy? Hả? Nặng quá. Tôi biết là bà nặng lòng lắm, bà buồn lắm. Không phải. Chứ nặng cái gì? Nặng người. Mẹ đậu. Trời đất ơi, người ta đang buồn đang khóc mà còn gác chân lên người ta nữa. Bà nằm sẽ la giống như là nữ hoàng vậy đó trời. Trời ơi. Bà lụm mấy hộp? 2 hộp rồi đó. Dạ, con lụm 6 hộp rồi đó. Tôi lụm tôi mỏi giò luôn, khóc quá, bà khóc hoài sao nước đâu bà ra hoài tay. Ở nhờ nhà tôi mới có 3 ngày thôi mà hao hết 10 hộp giấy gì đó. Trời mẹ này không có tâm. Vậy ta khóc mà đưa cái mền hoặc đưa khăn lông cho tắm nước mắt. Bà đưa giấy mà đưa gớt vậy, nửa gia đình bà có đi toilet rồi làm sao có giấy trời. Trời ơi, khóc làm như tắm vậy, đưa khăn lông. Đi nè. Trời ơi, đừng có cãi nữa. Bà là đang không cãi ông được mà tào lao. Người ta đang buồn, bà hai chị cãi lộn nữa. Chứ đầu quá, không có tập trung khóc được. Thôi tập trung đi, tập trung. Tập trung kể đi chứ khóc hoài vậy. Khóc 10 hộp giấy rồi, 10 hộp giấy đó. Em nói thiệt nha, em không có ý là muốn làm phiền nhà chị tám đâu. Mà phiền thiệt, phiền lắm trời ơi, phiền. Tại vì em có nỗi lòng. Em qua bên này em ở là tại vì em bị áp lực gia đình của mẹ chồng em. Hôm nay sao làm gì vậy hả? Mẹ chồng làm gì em vậy? Mẹ chồng hung dữ lắm hả? Chứ sao? Không được hiền lắm. Trời ơi, bà có tâm lý ngược. Hai vợ chồng em lấy nhau á, lúc đó đó là hai đứa cũng đều có tuổi rồi. À là già rồi đó. Hai vợ chồng cũng thích con đứa con ẵm bồng. Đúng rồi. Mà đâu phải em không muốn đâu mà tại vì chưa được. Tôi hỏi này nghe. Gì? Cái đều không? Ấy đều không? Đều là cái gì đều? Giống như là phụ nữ đó, kinh nguyệt đều không? Kinh nguyệt chứ không phải là chuyện vợ chồng phải không? Hỏi rõ ràng. Hai cái đó, nó thẳng hỏi luôn hai cái á. Kinh nguyệt đều không? Em thì lúc có lúc không. Lúc 38 rồi. Lúc trời lúc sụt. Cái chuyện vợ chồng á thì bữa có bữa không. Nhưng mà lúc hai người cảm cả gần gũi rồi còn nghĩ tới cái gì? Là nghĩ gì đấy có con. Thì cái lúc mà tụi em mà vui vẻ với nhau á, cái em tưởng nhắm mắt tưởng tượng tự nhiên em thấy hình ảnh má chồng em hiện ra. Dễ sợ mà điên. Nếu sao có con. Trời đất ơi, nghĩ cái mặt bà má chồng xấu quắc vậy. Mẹ chồng em là ác mộng của đời em. Mẹ chồng em nói là bây giờ mà em không chịu đẻ nữa là mẹ chồng em cho chồng em để vợ bé. Trời đất ơi, bà mẹ chồng này quá đáng, không được. Để tôi qua tôi chửi phụ bà. Trời ơi, người cái bộ gà bộ vịt đâu mà muốn đẻ là đẻ. Cái tuổi này á, mình 38 là mình phải thoải mái đầu óc. Hiểu không? Có nghĩa là đừng có tập trung vô cái gì, cứ phải chăm chú vô có con, mình suy nghĩ mình đi chơi, mình đi du lịch đi đâu, hai chồng đi đâu chơi đi. Để suy nghĩ mà đặc biệt đừng bao giờ nghĩ đến bà má chồng. Ngay kiểu hiện trường ngay bây giờ tôi là người đẻ được, hãy tin ở tôi. Thiệt, nếu còn không tin tôi đúng không? Nghe bác sĩ. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mịn hẳn lên. Chỉ sau 3 tháng kiên trì, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ bảo su gôn mới, với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bổ sung thêm canxi, bảo su 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo su cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Cát Tường xin chia sẻ một vấn đề mà Tường nghĩ rằng không ít khán giả đang rất quan tâm, đó là hiếm muộn. Vậy như thế nào gọi là hiếm muộn? Và căn bệnh này hiện nay đối với tiến bộ khoa học thì như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tài, nguyên trưởng bộ môn sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, chào chị. Thưa bác sĩ, có người nói là nếu như vợ chồng chung sống với nhau hơn 2 năm không áp dụng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có con thì gọi là hiếm muộn. Có người thì cho rằng là thời gian này có phải là 6 tháng. Vậy thì thưa bác sĩ, quy chuẩn nào về cái mặt thời gian để biết rằng là chúng ta đang mắc cái bệnh hiếm muộn? Đây. Chúng ta biết là cái hiếm muộn đó, nếu mà theo đến hiện nay thì mọi các nhà lâm sàng người ta đều nghĩ rằng hiếm muộn là khi cặp vợ chồng chung sống với nhau không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong vòng 12 tháng và nếu không có thai thì cái cặp vợ chồng đó có thể nói là hiếm muộn. 12 tháng. Dạ. Như vậy theo bác sĩ, có những nguyên nhân nào khiến cho cái tình trạng hiếm muộn này mình hay mắc phải, đặc biệt là ở nữ giới? Về nguyên nhân thì nó có nhiều cái nguyên nhân, có thể nguyên nhân từ phía người chồng, có thể từ người vợ, có thể là một cái nguyên nhân thực thể, ví dụ cái người phụ nữ đó không có noãn. Có một vòng kinh thì rất đều nhưng cái vòng kinh đó không phóng nõn. Có nhiều người chu kỳ 3-4 tháng một lần. Có nhiều khi
chu kỳ kinh nguyệt đều hàng tháng không rụng trứng thì cái người đó cũng không có thai. Hay ngược lại, cái tinh trùng của người chồng nó không đủ, hoặc lắm lúc là không có nguyên nhân từ cả hai phía, nhưng nó có một cái tỷ lệ này chiếm cũng khá cao, nó chiếm khoảng 30-40% là vô căn, tức là mình không tìm ra được. Và trong đó, trong những cái nguyên nhân đó, người ta cũng nghĩ tới cái yếu tố tâm lý của cái người bệnh. Nếu tháng nào mình cũng nghĩ là à, tháng này có trễ kinh hay không, cái mỗi lần thấy ra kinh là thấy buồn, lo lắng, thì những cái yếu tố nó làm cho cái người đó nó gánh nặng hơn, bị áp lực hay gì? Người ta sẽ làm cho cái khả năng có thai nó khó hơn. Thưa bác sĩ, có một lá thư của khán giả gửi đến cho chương trình muốn hỏi bác sĩ như thế này. Năm nay là tôi 39 tuổi, bây giờ mới chuẩn bị kết hôn. Vậy thì với lứa tuổi này có phải là tôi sẽ dễ rơi vào tình trạng hiếm muộn hơn lúc là tôi còn trẻ hay không ạ? Ở một cái người phụ nữ 39 tuổi, nếu mà tính về cái khả năng có thai đó so với một phụ nữ 25 tuổi, cái khả năng có thai ở người này sẽ thấp hơn. Đặc biệt những phụ nữ sau 35 tuổi thì cái buồng trứng bắt đầu nó lão hóa dần, bắt đầu cái nội tiết tố nó giảm xuống, thì người ta cũng lo ngại về cái chuyện mà có thai chậm hơn bình thường. Như vậy chúng ta nên rút ngắn cái thời gian, thay vì để chung sống với nhau một năm nếu không có thai thì đi điều trị, thì đối với người này sẽ sớm hơn. Như vậy chỉ trong vòng 6 tháng thì người này có thể đến gặp bác sĩ về chuyên khoa, thì lúc đó can thiệp thì cái khả năng có thai nó sẽ nhanh chóng hơn. Và một điều nữa là những cái thành tựu điều trị hiếm muộn hiện nay tại Việt Nam là như thế nào rồi? Phải nói hiếm muộn ở Việt Nam thì cho đến hiện nay thì cái vấn đề cái mức độ điều trị đó cũng, tôi nghĩ là nó cũng ngang tầm cái khu vực. Cái tỷ lệ thành công trong cái thụ tinh trong ống nghiệm cũng rất cao, thụ tinh nhân tạo cũng rất là nhiều. Những cái trung tâm về hiếm muộn ở cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thì cái vấn đề cái này phát triển từng ngày. Số càng ngày cái sự thành công của nó càng cao. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm những cái giải pháp nào dành cho chị em phụ nữ khi mắc phải cái chứng hiếm muộn, hoặc là ví dụ như có cách nào, có biện pháp nào để chị em phụ nữ có thể tránh được, để phòng ngừa, tránh được cái bệnh hiếm muộn nữa không ạ? Về nguyên tắc đó, một cái người phụ nữ để họ có thể có một cái khả năng mà sinh sản tốt thì cái chuyện đầu tiên người đó phải có sức khỏe tốt, cái nội tiết đủ. Mà sức khỏe thì đương nhiên nó từ thể hình cho tới cái sức khỏe về tâm thần. Lắm lúc cũng có nhiều người chỉ sau một chuyến du lịch về có thể có thai được, làm giải quyết về vấn đề tâm lý chẳng hạn. Ở cái thời trẻ chúng ta hạn chế những cái bỏ thai, hạn chế những cái vấn đề viêm nhiễm về phụ khoa. Thì đó là những cái bệnh mà trước mắt mình có thể phòng được, tức là vệ sinh cái phụ nữ cho thật đúng cách. Khi đến cái thời điểm 12 tháng mình không ngừa thai, không có con thì chúng ta mạnh dạn đến tìm bác sĩ chuyên khoa. Thì như vậy cái kết quả hy vọng là chúng ta sẽ sớm hơn và vui hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Đây là những cái thông tin hết sức khả quan cho những chị em phụ nữ chúng ta khi mà mắc phải chứng hiếm muộn, hoặc là có những triệu chứng giống như bác sĩ vừa nói thì hãy nhanh đến với bác sĩ ngay, đến với để mà điều trị, để mà tìm hiểu nguyên nhân, chứ đừng chần chừ, đừng e ngại gì cả. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Nói đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trong khung giờ quen thuộc của Chuyện của Nàng. Xin kính chào. Không ngờ nha, bà đầu bà tào lao, bà cũng đúng ghê chứ. Tôi nghe nói á, bây giờ nó có cái gì mà làm bằng tinh chất mầm đậu nành đó, nó tốt cho phụ nữ mình lắm. Cái đó là gọi là tinh chất mầm đậu nành. Để kia biết không, uống vô người phụ nữ nhiều khi 38 rồi rụng nó cũng đều, hiểu không? Mày từng có chơi cái trò mà nghe tiếng rụng leo lên là không được, ví dụ nghe bích là phóng lên là không được, hiểu không? Giờ hết cái thời kỳ trứng đó giờ. Trứng rụng mà làm như mít vậy, ba nghe cái bích trứng rụng mà. Mua cái thuốc đó uống là cho người phụ nữ mình kinh nguyệt đều đặn, không có cảm thấy trong người khó khăn rồi cái khô khan rồi bực bội mà sợ cái chuyện quan hệ đó, hiểu không? Chị đều tươi tốt, gia đình hạnh phúc. Đi qua nhà chị cho hả? Cho đi, đi không đi, làm gì biết đâu cải thiện sao? Để cho tôi cũng kẹt chứ nha. Tôi cũng tới tuổi rồi. Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Vết sạm mờ đi.
da mình sáng mịn hẳn lên chỉ sau 3 tháng kiên trì. Không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi, bổ sung 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân.